Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo nội dung thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh, cho biết một số vi phạm khuyết điểm trong việc đầu tư một số dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư. Cụ thể, tại dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 100MW và Phước Thái 3 50MW. Kết luận thanh tra nêu rõ, thời gian EVN và Ban Quản lý các dự án điện 2 chấm thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC, dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 kéo dài 317 ngày từ thời điểm đóng thầu đến thời điểm ra quyết định lựa chọn nhà thầu. Gói thầu EPC, dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3 kéo dài 354 ngày đã vi phạm về thời gian chấm thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu. Khi hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu hết thời hạn có hiệu lực, Ban Quản lý các dự án điện 2 đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu thêm 90 ngày đến ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu sau khi gia hạn. Nhưng kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn chưa được EVN phê duyệt là không đúng quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu. Kết luận thanh tra nêu rõ, việc kéo dài thời gian trong quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án, không đưa nhà máy vào vận hành theo tiến độ phê duyệt tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trách nhiệm thuộc về EVN và Ban Quản lý các dự án điện 2. Tại dự án nhà máy điện Chu Trình hỗn hợp Nhân Trạch 2 tại tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhân Trạch 2 làm chủ đầu tư, kết luận thanh tra chỉ ra việc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhân Trạch 2 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là vi phạm quy định Luật Bảo vệ Môi trường. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhân Trạch 2 và nhà thầu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam khởi công xây dựng dự án khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng chưa được ký kết là vi phạm Luật Xây dựng. Ngoài ra, kết luận thanh tra còn chỉ ra trong công tác lập thẩm định dự toán, hạng mục san lấp mặt bằng đã áp dụng sai đơn giá các san nền, dẫn đến tăng chi phí đầu tư dự án. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhân Trạch 2, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, kết luận thanh tra nêu rõ. Từ những vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với EVN, các ban tham mưu, các đơn vị thành viên có liên quan, Ban Quản lý các dự án điện 2 và những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và 7 điều chỉnh được Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 12 chỉ rõ việc bổ sung nhiều dự án điện mặt trời, chủ yếu ở miền Trung và Tây Nguyên là không phù hợp. Theo kết luận, Bộ Công Thương không lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia. Các tỉnh không lập quy hoạch điện mặt trời cấp tỉnh đến năm 2020 nhưng vẫn có 168 dự án điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW được phê duyệt, gấp gần 20 lần quy hoạch. Trong số này, chỉ có 14 dự án được phê duyệt trong quy hoạch điện lực của 4 địa phương trước năm 2016, 8 dự án được phê duyệt tại quy hoạch điện lực của 5 tỉnh. Còn lại, 92 dự án công suất 3.194 MW được duyệt bổ sung riêng lẻ tại 23 địa phương nhưng có tới 15 trên 23 tỉnh không quy hoạch điện mặt trời. Do đó, cơ quan thanh tra cho rằng việc Bộ Công Thương duyệt 92 dự án với tổng công suất 3.194 MW là không có căn cứ pháp lý. Quy hoạch điện 7 điều chỉnh đưa ra kế hoạch lắp đặt 850 MW điện mặt trời vào năm 2020, nhưng Bộ Công Thương đã duyệt lên tới 54 dự án, công suất 10.521 MW cũng đều không có căn cứ pháp lý. Chưa kể, việc Bộ phê duyệt bổ sung dự án điện mặt trời dưới 50 MW vào quy hoạch điện lực tỉnh, tham mưu Thủ tướng duyệt dự án trên 50 MW vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh mà không lập quy hoạch cũng là không có căn cứ pháp lý, không đảm bảo cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nguy cơ phát sinh cơ chế xin cho. Cũng theo kết luận, Bộ Công Thương có khuyết điểm vi phạm khi tham mưu cơ chế khuyến khích dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận dẫn tới 14 dự án được hưởng giá FIT ưu đãi 9,35 cent trên kWh trong 20 năm không đúng quy định. Số tiền điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải thanh toán cho các chủ đầu tư này trong 2,5 năm tăng thêm 1.481 tỷ đồng. Bộ cũng tham mưu điều kiện để các dự án điện mặt trời nối lưới được áp dụng giá FIT 7,09 cent trên kWh là không đúng với kết luận của Thường trực Chính phủ. Trong khi đó, EVN cũng đã từng kiến nghị không nên khuyến khích đầu tư điện mặt trời bằng mọi giá, cần đồng bộ với đầu tư lưới truyền tải, nhưng cơ quan thanh tra cho rằng góp ý này đã không được Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ. Đối với 8 địa phương được xác định có vi phạm khi triển khai các dự án, Thanh tra Chính phủ kiến nghị
chuyển cơ quan điều tra xử lý nhiều vụ việc. Tại Long An, cơ quan thanh tra yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh này kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật với tổ chức cá nhân liên quan, được nêu tại kết luận, xem xét xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định. Tại Bình Thuận, có 13 dự án điện mặt trời và điện gió đã đầu tư xây dựng trên đất dự trữ khoáng sản quốc gia. Các chủ đầu tư được xác định có những vi phạm khuyết điểm. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan an ninh điều tra hồ sơ vụ việc vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời, điện gió trên đất quy hoạch khoáng sản. Tại Bình Phước, Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm liên quan đến sử dụng đất rừng xây dựng nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4, một số công trình khởi công xây dựng nhưng chưa được bàn giao mặt bằng thi công, chưa được cấp phép xây dựng tại nhóm điện mặt trời Lộc Ninh. Một số công trình đưa vào vận hành thương mại nhưng chưa được các cơ quan nhà nước kiểm tra, nghiệm thu, song vẫn được hưởng giá ưu đãi, dẫn tới việc mua bán điện là chưa đủ cơ sở. Tại Đắk Lắk, tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện, ESUP, dự án điện mặt trời Long Thành 1, dự án trang trại điện mặt trời BMT, trong khi không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Dự án điện gió E5 chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các dự án điện gió Krông-Búc 1, Krông-Búc 2, Cư Né 1, Cư Né 2 chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Với tỉnh Đắk Nông, những vi phạm khuyết điểm được chỉ ra liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án. Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét điều tra, bao gồm việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng 5 dự án điện gió, chồng lấn lên quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit tại tỉnh Đắk Nông, xây dựng dự án nhà máy thủy điện Đắk Lung 2-3 có 25,23 hectare rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng công trình năng lượng. Thanh tra Chính phủ cho hay, khi tham mưu quyết định 13/2020, quyết định gia hạn chính sách ưu đãi giá FIT cho điện mặt trời, Bộ Công Thương đã đề xuất mở rộng dự án được hưởng giá ưu đãi, tức chỉ cần dự án đã được duyệt chủ trương đầu tư, không cần ký hợp đồng mua bán điện, đang thi công là được mua với giá 7,09 cent trên kWh trong 20 năm. Cơ quan thanh tra xác định, việc tham mưu của Bộ Công Thương là không đúng chỉ đạo của Thủ tướng, nên 14 dự án này được hưởng ưu đãi là không đúng đối tượng. 14 dự án điện gồm dự án điện mặt trời Hacom Solar, nhà máy điện mặt trời Sinery Ninh Thuận 1, nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long, dự án Thiên Tân Solar, dự án Phước Ninh, dự án Sơn Mỹ 2, dự án Sơn Mỹ, dự án Solar Farm Nhân Hải, dự án Bầu Zone, dự án Thuận Nam 12, dự án SP Infra 1, dự án Adani Phước Ninh, dự án Hồ Bầu Ngứ, ngăn 473, dự án điện mặt trời 450 MW kết hợp trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và đường dây 500 kV 200 kV. Trách nhiệm chính với các vi phạm khuyết điểm trên được xác định là thuộc về Bộ Công Thương, nên cơ quan thanh tra kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét xử lý. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.